Hello, xin chào các fly. Như các bạn thấy thì Eren là một trong những kẻ sở hữu số lượng Titan trong người nhiều nhất ở trong truyện. Cũng vì vậy mà cậu ta có nhiều form khác nhau. Đã vậy còn có biến lỗi biến phải tạo ra những dạng mới. Một số dạng trong đó cùi ghẻ vãi cả trưởng do biến dị. Một số dạng thì xịn sò vãi cả nôi. Có dạng thì ảo ma Canada quá sức tưởng tượng. Nào chúng ta cùng đến với 7 dạng ngoại hình đặc biệt của Titan Eren, được xét theo sức mạnh từ yếu đến mạnh. Tất nhiên là bỏ cái dạng trong game bắn súng đùng đùng không mặc quần nhưng lại đeo ba lô này ra nhé. 8. Dạng Shida tông teo. Đây là trạng thái tiến công Shige đó các bạn. Lúc này là thời điểm trở về sau cuộc thám hiểm thứ 57 và trước cuộc đảo chính chính quyền hoàng gia. Eren cùng các bạn của mình đã tham gia vào đội đặc nhiệm Lệ Vi. Và vào lúc này Han được quyền chơi con Titan của Eren đã đời. Cô ta yêu Titan lắm, đỏ mắt khi nhìn thấy Titan kia mà. Từ xưa đến giờ cô toàn chơi mấy con đần độn như là chọt mắt đóng đinh vào nó. Lần này cô có hẳn một con Titan Shifter để có thể làm mọi trò mình thích. Đặc biệt con Titan này còn biết nghe hiểu tiếng người. Những lần đầu thì Han khá tử tế khi cho Eren hóa thành Titan của mình chơi xếp hình, lắp nhà, đọc hiểu, dạy chó làm toán. Nhưng sau đó Han lại bắt đầu bùng phát dục vọng của mình, bắt thằng nhỏ biến hình liên tục khiến Eren tỏ ra e ngại. Nhưng hôm nay đã 3 lần rồi chị ơi, thêm lần nào nữa chị có chết. Sức chịu đựng của con người là có giới thiệu. Dù cho là vậy, Han vẫn bắt Eren tiếp tục biến hình. Và ở lần này Eren đã không còn có thể điều khiển con Titan tiến công của mình nữa. Đầu nhức như bú bổ trở nên điên cuồng, cơ thể không còn bao nhiêu sức lực. Hình dạng Titan Shida chỉ còn da bọc xương lung gần gấp đôi so với cỡ bình thường, mất hết sinh khí nằm lăn ra một cục. Bản thân Eren cũng đã ngất xỉu và bị dính liền vào con Titan. Và theo bay suy đoán là Ymir trên con đường đã chửi thề liên tục sau lưng thằng này. Biến cái gì thì biến một lần thôi chứ bắt ngớ cái gì biến mấy lần liên tục làm khiên cát đắp Titan muốn sụm cái lưng à. Thế là sau đó bả lười bản bớt bả đích đội đủ cát tạo Titan nữa. Nếu như nói có một tác dụng gì đó cho con Titan này thì nó chỉ làm thỏa mãn sự ngắm nhìn của Han mà thôi, chứ hoàn toàn phế vật không có tác dụng gì cho chiến đấu. 7. Dạng tàn phế một phần cơ thể. Eren đã có 2 lần biến hình không hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận của con Titan được tạo ra mà thôi. Lần thứ nhất khi cậu ở trong biệt đồ Lệ Vi cùng với các chiến binh cũ trước khi họ bị Titan hình nữ giết sạch một cách tàn nhẫn. Lúc này Han huấn luyện cho cậu hóa thành Titan, bị cái cha con thằng nào cũng mù mờ về cái khoản này cả. Eren không có cách nào để hóa thành dạng Titan của mình. Cha cũng phải thôi vì Eren là một con siêu Titan mới Ken Saban chưa từng có tiền lệ trước đây kia mà. Chứ như bọn Melee tài liệu cùng kinh nghiệm Sobo thì tụi nó hóa Titan phát một. Rốt cuộc trong giờ ăn cơm Eren nhặt cái muỗng lên thì bàn tay của cậu đã hóa thành một phần cơ thể con Titan. Giờ phút này phải nói là vô dụng đến thậm tệ. Thà rằng điều khiển được nó hoặc rút cái tay lại được thì không nói nha. Đằng này nó nặng tổ cha và Eren chẳng rút tay ra được. Mấy thằng đồng đội thì sợ hú hồn, tưởng thằng này do chung cộng cài và hóa Titan đánh chúng, nên rút cả kiếm ra chuẩn bị chém chết tươi thằng Eren. May sao có anh Lệ Vi lùng đứng đó ảnh bảo kê cho cậu. Lần thứ hai Eren hóa được nửa cái khung xương con Titan tiến công là ở trong thành. Mấy ông ở trong thành nghĩ rằng Eren chắc chắn là do Titan cài vào nên quyết định bắn thi cha nó. Mắc kè cả Mikasa và Armin đứng ngay cạnh. Ngay phút đó chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, Eren kéo hai đứa kia chụp vào mình lập tức cắn tay hóa thành Titan. Lần này là một dạng Titan không hoàn chỉnh, bàn tay nó đưa ra đỡ đạn pháo. Còn cái khung xương bên trong thì bảo vệ cho ba đứa khỏi bị sát thương bởi vụ nổ bom đạn bên ngoài. Cái xác con Titan này hoàn toàn không hoàn hảo. Ngoài việc chỉ có nửa người thì ngoại hình nó chỉ có thịt bọc xương, lại còn không đủ thịt nhưng bao nết cho một con mắt để nhìn. Cái dạng này để đem đi đánh nhau thì không được, nhưng cũng không thể nói là phế vật được. Nó có tác dụng phòng thủ tốt đấy chứ. Dạng 6. Titan đần độn. Đây là dạng đầu tiên khi Eren hóa thành Titan khi tuổi còn rất nhỏ. Eren chẳng nhớ gì về vụ này, chỉ mơ hồ giật mộng khi nhìn thấy trong những giấc mơ. Đến khi được chạm vào cha con nhà Roderick, cậu mới được nhìn về quá khứ mà thấy được sự vật. Thì ra thằng mập điệp đại hình đá vào bức tường. Cậu đã cùng với đoàn người tị nạn chạy kịp vào bên trong thành râu. Cha cậu đã xuất hiện đưa cậu ra sau núi, giao lại cho cậu niềm hy vọng cứu vãn nhân loại. Đây chính là nhiệm vụ mà Eren tương lai đã giao cho cha cậu trong quá khứ bằng con đường ký ức, và từ đó ông giao lại nhiệm vụ cho Eren hiện tại. Ở trong núi ông ta đã dùng mũi tim Titan mà Eren Kruger đưa cho mình để mà chích vào người Eren Jaeger. Ngay khi thuốc vừa ngấm, Eren đã hóa được hình dạng Titan đần độn của mình. Đúng chất là một con Titan trẻ em với kích cỡ mắt khá to so với đầu, nhưng nó vẫn mang những đặc điểm khá là tiến công của Eren, cụ thể là bị méo mồm. Ngoài ra con Titan này còn bé nên tóc khá ngắn, cho đến thời điểm Titan tiến công thì Eren đã nuôi mái tóc dài thước tha như gọi với Omo rồi. Tính về sức mạnh của con Titan này thì nó cao khoảng 4 mét gấp đôi người bình thường, sức mạnh thì hơn đâu đó chục lần đó. Tính về solo thì chẳng con người nào có thể chống nó cả, trừ khi có bộ cơ động Odemer.
Với hình dạng này, Eren đã nhanh chóng ăn thịt bố mình rồi lấy lại được Titan tiến công. Từ đó về sau, cậu không hóa Titan nữa cho đến 5 năm sau đó mới kích hoạt lại lần 2. Dạng số 5, dạng biến hình Titan tiến công lần đầu. Đây là dạng hoàn chỉnh của Eren. Lần đầu kích hoạt được nó là do con Titan Twitch là nhân vật chính, chỉ nuốt thằng nhỏ mà không kịp nhai. Nếu nha thì chúng ta đã có đấng Titan râu sồm rồi. Eren ở trong bụng con Titan với tình trạng mất một tay một chân và dịch vị của con Titan đó tiêu hóa dần dần bản thân cậu. Eren quá sợ hãi tột độ khi xung quanh có khá nhiều người đã chết cùng nhiều người cũng đang giải chết. Trời đất ơi, hoảng sợ và bi phẫn, Eren đã giơ cánh tay cục lên trời cùng lời thề không bỏ cuộc. Cậu đã hóa thành Titan ngay trong trạng thái này, trở thành một con Titan tiến công với cơ bắp hoàn hảo và một body nóng bỏng. Nếu so với tất cả những con Titan khác thì con Titan của Eren rất cân đối. Không chỉ vậy, sức mạnh của cậu lớn hơn chúng rất nhiều. Sức mạnh này là được kết hợp với những món võ công mà cậu được luyện tập trong quân đội, khiến cậu trở thành một con Titan hết sức là bá đạo trong một trận chiến. Đã vậy, tốc độ hồi phục của cậu để tái tạo một phần cơ thể nhanh hơn hẳn những con Titan khác, khiến lợi thế chiến đấu của cậu rất cao. Những con Titan đần độn thông thường, trừ những con cao 60m thì không con nào có tuổi chơi với cậu cả. Về nhược điểm không thể khống chế Titan trong thời gian đầu thì đã được khắc phục qua nhiều lần hóa Titan. Tuy nhiên, ở dạng này, cậu vẫn thua khá xa so với những con siêu Titan bên Melee. Tụi nó luôn có những khả năng đặc biệt để mà đánh cậu ra bã. 4. Dạng Titan tiến công hóa đá. Chà, rốt cuộc Eren cũng có đồ chơi để cân với bọn Titan rồi. Đó là lớp hóa cứng mà cậu có thể bút lên bất cứ chỗ nào trên cơ thể để đâm thay tia đám kẻ thù. Cái mớ hóa cứng xanh xanh đó ở đâu ra vậy nhỉ? Chả là cũng ngay trong lần ông Rorik bắt cóc cậu để cho con gái ông ăn thịt nhằm lấy lại Titan thủy tổ cho hoàng gia. Ông này mang theo một cái giỏ ngu xì đựng nhiều serum dịch tủy Titan. Sau khi đứa con gái bất hiếu Historia đã bày tỏ tình cảm bằng cách đánh ông gãy sống lưng, rồi sau đó cướp tài sản của ông và chạy theo với trai, khiến ông phải liếm dịch tủy hồng hóa Titan ăn thịt Eren. Lần này thì nguy rồi, ông ta hóa thành một con Titan biến dị siêu to khổng lồ, phá hủy cả cái hang, khiến đất đá rơi tè le, uy hiếp tính mạng Eren cùng đồng đội. Rốt cuộc ông Rorik cũng như là MU thoát khỏi cái hang rồi. Ngỡ rằng tất cả sẽ chết và kết thúc tại đây, thì ngay lúc này đây Eren suy sụp té ngồi xuống đất. Tưởng cái gì hay, không ngờ lại thảm như vậy sao? Thì ra Eren sợ rằng mình hóa Titan cũng bị đá đè đó mà. Bỗng nhiên cậu dơ được một cái lọ huyết thanh có chữ thiết giáp nằm lăn dưới đất. Cậu ôm theo cái bình đó cắn vào mỏ và hóa Titan. May mắn làm sao, bình huyết thanh đó mang lại cho Eren khả năng hóa cứng, nên cậu có thể biến nguyên con Titan của mình thành đá để trở thành một cái vòng bảo vệ cho mọi người. Ở cái dạng cứng ngắc này thì cậu không thể làm gì được nữa cả. Nhưng khi dùng thì nó rất đa năng như là vá tường, tạo ra các cỗ máy hủy diệt Titan hoàn loạt, hoặc chó tay đối thủ khi đang chiến đấu, hoặc bút hóa cứng lên cơ thể và đấm liên tục vào mồm đối phương. Nó là một món rất tiện dụng, xài rất là sướng, khiến sức mạnh Eren tăng lên nhiều lần. Chỉ đáng tiếc mỗi chỗ là sau khi Eren nuốt con Titan bùa chiến lại không có dạng mới, chỉ có thể tạo hóa cứng liên tục mà thôi. Nếu như mô phỏng được Titan bùa chiến, chắc là đấng Eren sẽ có dạng này đây. Cái hình mà các bạn đã thấy 8 tỷ lần trên kênh Bay TV đấy. 3. Dạng Titan khát máu cuộc chiến. Vâng, đây là một dạng Titan rất đặc biệt, chỉ có trong anime mà không hề có trong manga. Chẳng là Titan hình nữ đã bị quân đội ép xuất hiện bên trong thành râu. Có rất nhiều quân chính xác đã vây đánh nó và đặt rất nhiều bẫy nhưng không ăn thua cho lắm. May làm sao Eren đã bị đè nát như tương ở dưới đường hầm. Dưới sự phẫn nộ của mình, cuối cùng cậu ta đã có thể hóa lên dạng Titan tiến công để mà chơi cút bắt với con hình nữ. Thấy nó bỏ chạy, cậu tưởng là mình mạnh đấy. Thật ra hình nữ bỏ chạy vì phe địch quá là đông thôi, chứ thằng Eren tuổi gì. Hình nữ đã quay lại dùng võ công và sự hóa cứng của mình đánh cho thằng Eren nát bét bẹt bẹt, tay chân rụng tè le. Eren ngồi bệt một góc như con cóc, rất thảm hại và rất tàn tạ. Trong lúc này, cơn phẫn nộ của cậu ta bùng lên cao ngất, cơn điên đó lớn đến mức khiến Eren không thể tự điều khiển bản thân được nữa. Cậu như bị đốt từ bên trong, khiến da thịt đen thui thù lùi dung nham tỏa ra bên ngoài cơ thể đỏ rực. Dù rằng không phục hồi được tay chân, nhưng cơn điên đó đem lại cho cậu tốc độ, sự linh hoạt và sự bất cần đời dù cho bị tấn công đi chăng nữa. Tí tớ hình nữ làm gì à, chạy chứ làm gì nữa. Anh hùng cũng sợ thằng khùng thằng điên kia mà, huống chi là một con Titan bán mạng như thế này. Với tình trạng cục chân cục tay mà chạy nhanh như chó, Eren đã đè hình nữ xuống đưa cô vào cơn ác mộng thật sự. 2. Dạng Titan đại hình. Trong trận chiến cuối cùng giữa phe phản quốc phản bội hòn đảo và đấng tối cao Eren giải cứu cho dân tộc của mình, thì Eren đã bị con Titan ngựa quấn bom vào cổ rồi cho nổ tung cả cái đầu. May mắn làm sao Eren không chết, anh ta như một con đĩa bất tử. Từ cái đầu đó anh ta lại tiếp tục mọc lên một cái thân để chiến đấu với đám người từng là bạn thân của mình.
Vâng, đó là dạng Titan đại hình của Eren, chiều cao lên tới 60m, ngang bằng với Titan đại hình của Armin. Ngoài cơ thể thì không có da, chỉ toàn thịt là thịt. Và Eren là con Titan duy nhất có mái tóc dài bồng bềnh rất thà, trông rất là quyến rũ nha. Hai con Titan đại hình có cơ thể bằng nhau thì cơ của ai lớn hơn nào? Tất nhiên là Eren rồi, kỹ năng chiến đấu của cậu rất tốt. Ở trong dạng người cậu có thể đấm Armin không ra cái thả gì, thì trong dạng Titan đại hình không có cái cớ gì mà Armin lại đủ trình đánh lại cậu cả. Kết quả là Armin bị Eren đấm cho chấn thương sọ khỉ. Tuy nhiên mục đích chính của Eren là tạo ra một bàn thua thuyết phục, nên cậu không làm gì thêm mà còn mở đường cho Mikasa chặt đầu mình. Chớ mà muốn chơi thật thì có lẽ cậu đã thọc một đám gai hoa cứng ra chưởng chết tươi con đại hình đối diện rồi. 1. Dạng khung xương bá đạo thủy tổ. Chà, đây là hình dạng khủng nhất và nhiều người mong chờ nhất khi nó xuất hiện trong anime. Lần đầu xuất hiện nguyên con trong manga thì con Titan chúa này nhận được nhiều tranh cãi vì Titan gì mà xấu như cho. Có mỗi cái khung xương chả biết di chuyển kiểu nào. Đã vậy, trước cái khung xương khổng lồ di chuyển như con rết đó, thò ra một cái thân mình của đấng Eren, nó thòng lòng xuống dưới được kéo bằng các sợi dây. Chà, dưới cái hình dạng này thì bay không biết nó sẽ đấm tay đôi như thế nào luôn đấy. Cũng may mà nó khổng lồ quá sức tưởng tượng, chẳng thằng nào đấm tới cái mặt nó đâu. Nhiều người cũng cho rằng vì bé Gabi đang yêu băng rất cái đầu đấng Eren khiến con rết phải kéo dài ra nối lại, nên Eren mới có con Titan kỳ dị cổ dài ngoằn ngoẵng như thế này. Nếu không biết đâu đấy, Eren lại sở hữu một con Titan đứng thẳng cao 2000m ngầu vá cháy bỏ cháy chó luôn. Tuy nhiên nhìn đám Titan xương tàn vậy nhưng không hề phế. Hắn ta như con bố chúa xung quanh được bảo vệ bởi hàng nghìn con Titan tường, mỗi con cao đến 50-60m. Điều này có nghĩa là không một lực lượng nào có thể tấn công Eren bằng đường bộ. Hướng duy nhất trong hiện tại chỉ có đường hàng không à. Nhưng đường hàng không cũng không ok cho lắm, khi Eren có thể vô tư phóng hóa cứng Titan mua chiến tiêu diệt chúng ngay tại chỗ. Hoặc là anh ta tạo ra một con Titan tuấn khỉ, rồi dùng kỹ năng ném đá cao cấp của nó hạ mở khinh khí cầu melee. Thực sự là Eren vô địch thiên hạ cơ MNR. Nhưng mà bạn ơi, anh ta đã chơi nhường đám bạn của mình đấy. Nghĩ sao Eren tạo ra 7749 con Titan vua chiến, phóng ra 9981 lao cùng dữ dội, kín một vùng trời mà không một mũi nào trúng vào con chim vuông này. Hay là tụi kia nó bút hào quang. Sau đó Eren đã tạo ra 2000 con siêu Titan trên lưng mình, ta nói đông như kiến cỏ vậy. Mỗi con chỉ cần phun nước bọt đã muốn chết chìm đối thủ rồi. Thế nhưng mà hàng nghìn con đó lại không thể giết bất kỳ đứa nào trong số 7 đứa xâm nhập trên lưng mình, thậm chí còn bị chúng giết một mớ. Chơi đồ vậy là dở rồi. Nếu bay là Eren, bay cho 10 top 1 kiểu gì mà chả chết một thằng. Vậy cho 100 top 1 là chết cụ nó cho nhanh. Ayo, video đã kết thúc tại đây rồi. Nếu các bạn sưu tập đồ anime mọi chủ đề, đừng quên ghé Buy Store tại Shopee, Lazada, Facebook trong mô tả nha. Bay vừa bán chuỗi cửa hàng cũng vừa là một người sưu tập đủ thứ. Hãy xem review tại kênh Buy Store. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye.